Silas, hiệp sĩ cho tàn, nhận nhiều chỉ trích vì thiết kế nhàm chán. Ngày 7 tháng 9 vừa qua, Riot chính thức tung ra một số hình ảnh đầu tiên về Silas, hiệp sĩ cho tàn trên máy chủ BB. Skin này dự kiến cập bến máy chủ chính thức vào phiên bản 12.18, đồng thời là thành viên thứ 3 của binh đoàn cho tàn, một trong những dòng skin thần thoại của Liên minh. Nhìn về lịch sử của dòng skin cho tàn, Pi, hiệp sĩ cho tàn, nhận về vô vàn phản hồi tích cực từ người chơi, dù cho cái giá đắt đỏ phải bỏ ra. Tuy nhiên, sau đó thành viên thứ 2 là Pantheon lại hứng chịu rất nhiều gạch đá vì tạo hình quá đơn giản, không đáng với số tiền. Vì thế, người chơi vô cùng hào hứng trước lần ra mắt của Silas và mong chờ Riot sẽ đem tới nhiều điều mới mẻ, nâng cấp hiện đại hơn cho chủ đề skin này. Nhưng cuối cùng, thứ người chơi nhận được lại là một thiết kế cũ rích, nhàm chán. Dòng skin hiệp sĩ cho tàn được thiết kế với tông màu xám, tím, đầy bí ẩn, cùng bối cảnh những vị anh hùng nổi dậy giành lại công lý. Họ đều là những chiến binh đến từ nhiều vương quốc đã từng sụp đổ, bước ra từ đám cho tàn tưởng chừng như không thể nào bừng sáng. Hiệp sĩ cho tàn đứng lên, quyết tâm tìm lại ánh sáng đích thực cho thế giới mới. Tiếc thay, cả Pantheon và Silas đều không mang được màu sắc bí ẩn và diện mạo mới. Người chơi đánh giá hai skin này chẳng có chút nào khí chất của một hiệp sĩ, mà chỉ giống như Riot đang vẽ một người đàn ông ngực trần, sau đó tô tím cho anh ta vậy. Rất nhiều ý kiến tỏ ra không hài lòng với Silas, hiệp sĩ cho tàn. Thậm chí có người còn cho rằng Riot chỉ đang thêm đa sắc tím cho skin mặc định thôi, chứ chẳng hề có ý định muốn thiết kế một skin mới mang đẳng cấp thần thoại.